xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy sẽ xuất xưởng một chiếc tủ thờ trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, mô tráng gỗ Lào và một bộ ghế Minh Cúc Đào cột 12 trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Cả hai sản phẩm đã được Mộc Nam Huy sơn hoàn thiện và sẵn sàng hóa đơn chuẩn bị xe để bàn giao cho khách hàng ở Trà Cú, Trà Vinh quý vị nhé. Vị khách giấu tên. Vâng, bộ ghế có giá 31 triệu và chiếc tủ thờ sẽ có giá là 22 triệu tại Mộc Nam Huy, tiền phí xe là 2 triệu. Thưa quý vị, hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ xuất xưởng hai bộ sản phẩm này và trước khi đi thì Mộc Nam Huy sẽ quay lại clip ngắn này để mời quý vị cùng tham khảo nhé. Đây là bộ ghế Minh Quốc Đào trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Đây là bộ ghế Minh Quốc Đào được Mộc Nam Huy làm theo tiêu chuẩn tay rồng, bàn đôn 8 và là bàn không hộp kéo quý vị nhé, theo tiêu chuẩn là một mức giá mềm nhất tại Mộc Nam Huy, đó là mức giá là chỉ có 31 triệu thôi, so với các cái bộ hàng VIP giá 40 triệu đến 43 triệu quý vị nhé. Minh Quốc Đào với các cái phần tó đào đục chạm quen thuộc và các bản tựa được Mộc Nam Huy đục là các bản tựa tứ quý rất là đẹp quý vị nhé. Mặt ván được Mộc Nam Huy sử dụng là mặt ván tràn dày 2/2 và có ghép lối ở đằng sau. Mặt bàn rộng hơn, to, được Mộc Nam Huy cắt sẵn kính mặt bàn để tặng luôn cho quý vị. Chiếc tủ thờ được Mộc Nam Huy làm, đây là chiếc tủ thờ 6 chân trên chất liệu gỗ gõ đỏ giá 22 triệu và được Mộc Nam Huy sử dụng 9 tấm chám mặt tiền được làm bằng chất liệu gỗ gõ Lào với các cái phần bông vân mặt đẹp nhất quý vị nhé, bông vân đẹp nhất và giá trị nhất. Trên chất liệu là gỗ hết 100% quý vị nhé, gỗ gõ đỏ 100%, mức giá tại xưởng của Mộc Nam Huy sản xuất và bán đến cho quý vị. Hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ xuất xưởng hai sản phẩm này và giá cả thì Mộc Nam Huy đã báo đến quý vị rồi và nhanh chóng thì anh em sẽ chuyển các cái sản phẩm này lên xe để đi giao luôn cho khách hàng trong ngày hôm nay, bởi vì khách hàng có yêu cầu là nhận hàng trước ngày 30/4, trước ngày đại lễ. Vâng, khi quý vị có nhu cầu cho các sản phẩm đồ gỗ tại Mộc Nam Huy, kính mời quý vị liên hệ trước và tới xưởng Mộc Nam Huy, quý vị sẽ được mua hàng khi còn nguyên mộc, nguyên thô 100% như thế này. Tại vì Mộc Nam Huy sẽ bảo quản các cái sản phẩm đồ gỗ nguyên thô để quý vị tới xưởng và kiểm tra cũng như là quý vị ký nhận trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi cho quý vị là chúng ta sẽ được mua hàng đúng giá, đúng chất lượng 100%, tránh tình huống quý vị mua phải những cái sản phẩm pha tạp gỗ thì sẽ rất là đáng tiếc cho quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã ủng hộ các video của Mộc Nam Huy. Nếu như quý vị thấy hay, vui lòng cho Mộc Nam Huy xin một nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho anh em làm thêm nhiều video hơn cho quý vị. Và xin được cảm ơn anh khách hàng giấu tên ở Trà Cú, Trà Vinh đã ủng hộ Mộc Nam Huy hai sản phẩm này. Xin chúc anh nhiều sức khỏe và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Nam Huy.